Đói quá, cay không cho mày ăn với, mình đã bị bệnh rồi. Mẹ mới mua cho mình hộp kẹo marshmallow, đi rủ các bạn ăn chung thôi. Đói quá. Ủa, bạn ơi, bạn bị gì vậy? Mình bị bệnh. Bạn bị bệnh hả? Mình có kẹo, mình cho bạn kẹo. Ê nè. Úc, ừ. Em làm gì vậy? Em cho bạn kẹo. Không được, đi về. Ờ, nhưng mà bạn bị bệnh mà. Không được. Đi ra đây, đi ra đây. Nè, bạn đang bệnh như vậy, mình phải ăn thức ăn lành mạnh. Không được ăn bánh kẹo biết chưa? Ủa, em không biết, em tự chị ích kỷ, không cho bạn ăn kẹo chứ. Em nghĩ chị xấu vậy hả? Nè bé ơi, em đừng khóc nữa. Chị cho em ăn bánh nha. Nè em, ăn đi. Em cảm ơn chị. Bánh ngon quá. Chị ơi, bạn hết bệnh rồi kìa. Đó, em thấy chưa? Khi về bị bệnh, chúng ta không nên ăn kẹo nha. Nhưng mà bạn hết bệnh rồi, em tặng bạn một cây kẹo được không? Được, được. Nè, tặng bạn nè. Cảm ơn bạn. Vậy là chúng ta làm được một điều tốt rồi. Yeah.